Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 6, Trung tâm Tiêm chủng VNVC Yên Bái chính thức được khai trương tại số 34 đường Nguyễn Văn Cử, tổ 46, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Đây là cơ sở thứ 54 của hệ thống Trung tâm Tiêm chủng trẻ em và người lớn VNVC trên toàn quốc. Dự lễ khai trương có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay tỉnh Yên Bái có nhiều hạn chế về tiêm chủng dịch vụ, nhất là ở địa bàn các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống. Những khu vực này, người dân chưa có cơ hội tiếp cận các dịch vụ tiêm chủng với tiện ích 5 sao, thường xuyên khan hiếm nhiều loại vaccine, đặc biệt khi các bệnh truyền nhiễm đang vào mùa. Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở các tỉnh miền Bắc như hiện nay, nhiều địa phương hạn chế người dân di chuyển giữa các tỉnh nhằm ngăn chặn dịch bệnh, nên vấn đề tiêm chủng cho trẻ em và người lớn ở Yên Bái gặp nhiều thách thức. Trung tâm tiêm chủng VNVC Yên Bái được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng các loại vaccine cần thiết của người dân trong mùa cao điểm dịch bệnh, đặc biệt hướng tới mục tiêu xóa vùng lõm vaccine, đảm bảo tiếp cận rộng rãi và bình đẳng về vaccine cho người dân trên địa bàn. Trung tâm tiêm chủng VNVC trên cả nước có đầy đủ các loại vaccine cần thiết phục vụ trẻ em và người lớn với chất lượng tốt, hiệu quả, an toàn, mức giá bình ổn và phù hợp, dịch vụ chăm sóc khách hàng cao cấp. Trung tâm được trang bị nhiều phòng khám và tiêm có khả năng phục vụ hàng ngàn lượt khách mỗi ngày, đồng bộ với tất cả các trung tâm khác trên toàn hệ thống. VNVC Yên Bái được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi cao cấp. Tại trung tâm có một kho bảo quản vaccine lớn, hiện đại, có đầy đủ các loại vaccine dành cho trẻ em và người lớn, có hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP. Tất cả các phòng tiêm được trang bị tủ lưu giữ vaccine chuyên dụng. Bên cạnh đó, các loại vaccine sử dụng trong hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC có nguồn gốc rõ ràng, được nhập khẩu chính hãng từ các hãng uy tín trong và ngoài nước. 100% bác sĩ điều dưỡng viên của VNVC có chứng chỉ an toàn tiêm chủng, được đào tạo kiến thức và thực hành an toàn tiêm chủng. Các quy trình thao tác trước, trong và sau tiêm được thực hiện và giám sát chặt chẽ. VNVC Yên Bái ra đời cũng sẽ là tiền đề quan trọng chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng mang tính lịch sử khi Bộ Y tế cho phép triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho toàn dân. Nhân dịp khai trương VNVC Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi tham quan và trải nghiệm dịch vụ tiêm vaccine.